Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái ảnh bìa cho video YouTube trên máy tính bằng phần mềm Photoshop nhé. Thì thường mình quen dùng Photoshop để mình làm ảnh đại diện cho các cái video YouTube của mình ấy. Nhưng mà nếu mà các bạn có cái phần mềm khác thì các bạn dùng cũng được, làm ok mà. Nhưng mà làm bằng Photoshop thì nó dễ nhất. Mình thì làm đơn giản nên mình không phải chuyên gia Photoshop. Ok, đây, bây giờ sẽ đi vào Photoshop. À, đây là phần mềm Photoshop nhé các bạn. Nếu mà các bạn nào chưa có thì các bạn có thể đi tìm ở đâu ấy, hoặc các bạn download trên mạng xuống. Mình cũng download trên mạng rồi. Để mà tạo cái ảnh bìa cho video YouTube của bạn ấy thì bạn nhớ mấy cái cơ bản này. YouTube nó sẽ cho bạn là up cái ảnh kích thước 1920x1080 và maximum là 2 MB nhé. Tức là dung lượng ấy, nếu mà cái nào mà quá 2 MB thì các bạn sẽ không up được. Và định dạng thì định dạng JPEG, JPG hoặc là PNG thì ok. Đấy, thì ở trong Photoshop thì việc đầu tiên ấy là các bạn sẽ phải kích vào file. Các bạn chọn New, New hoặc là bạn nhấn Ctrl N nhé. Bạn nào quen dùng phím tắt bấm Ctrl N, bạn nhấn vào New. Đấy, ở cái này thì khi mà bạn chọn ấy thì đây, cái này mình do Recent Item thì mình đã có một cái đây. À đâu, đây Recent Item là 1920x1080 này. Đấy, thì mình sẽ chọn vào đây. Nếu mà các bạn không thì các bạn cứ chọn vào cái kích thước bên này này, cái bên phần preset detail nữa, tức là phần chi tiết của preset, thì bên này các bạn chọn kích thước là 1920x1080, resolution bạn để 300 nhé. 300 cái này nó sẽ tính bằng pixel ấy, rồi cứ để thế thôi kệ. Còn background thì để transparent, color profile chả quan trọng, pixel aspect ratio square được rồi. Và các bạn click vào nút này, nút create đây, nút này nhé, create này. Đấy, bây giờ là bạn đã có một cái, tức là có một cái nền rồi, có một cái nền. Và ở bên phải này các bạn nhìn này, bên phải nó sẽ có các cái layer. Tức là Photoshop thì nó giống như các phần mềm làm video thôi, nó sẽ có nhiều lớp chồng với nhau để mình chồng lớp nọ lên lớp kia. Thì lớp ở trên thì nó sẽ nhìn được cái lớp ở trên thì bạn sẽ review được ở cái khung này, còn lớp ở dưới thì bạn che mất. Đấy, thường mình làm cái ảnh đại diện ấy thì sẽ có 3 phần. Một là cái nền, nền là cái background ấy, background tức là cái nền của cái ảnh ấy. Thứ hai nữa là cái người mình, mặt mình. Thế bạn nào không có mặt thì thôi. Thế còn cái thứ ba là chữ. Thế còn thỉnh thoảng thì mình mới cho thêm cái ảnh hoặc là logo các thứ của phần mềm vào thôi. Thì thường thì kênh của mình sẽ dạy về Filmora, nên ra là mình thường mình sẽ để cái nền là cái chính là cái giao diện mình đang làm việc luôn. Bây giờ ví dụ nhé, nhưng mà bạn có thể để tùy theo cái kênh của bạn. Ví dụ mình hay làm bằng phần mềm Camtasia, nên mà mình thường mình sẽ chụp ảnh màn hình, mình sẽ chụp cái công cụ chụp ảnh ở trong Camtasia, sau đấy là ra một cái file. Đây ví dụ như cái file này, đây là cái ảnh nhé, cái ảnh này mình sẽ dùng làm ảnh nền để mình kích kép cho bạn xem. Đấy, đây là ảnh 16:9 Full HD. Thì nó là cái ảnh này, giao diện. Đây, ví dụ mình thỉnh thoảng mình cứ chọn một cái chỗ nào nó đẹp đẹp mình sẽ chụp. Đây là một nhá. Đây là một, đây là cái này. Và ví thứ hai nữa, đây với cái này cũng mình vẫn chụp ở trong Camtasia thôi. Là cái ảnh của mình. Mình sẽ dùng cái ảnh này chẳng hạn. Đây, ví dụ cái ảnh này mình sẽ chụp cái chỗ nào đấy mà mình cảm thấy là nó đẹp đẹp. Thực ra mình thấy đẹp nhưng các bạn không biết có thấy đẹp không, nhưng mà mình cố gắng là chụp cái chỗ nào mà nó rõ nét nhất, tức là camera nó focus nhất mà nó không bị mờ. Ví dụ mình không khua tay múa chân thì nó không bị mờ nhé. Thì đây chỗ này, sau đấy mình sẽ tí nữa mình sẽ tách nền cái này. Ok, đây là hai cái này. Thì khi mà mình muốn lấy hai cái này thì mình sẽ chọn hai cái này, sau đấy là mình kéo thả vào Photoshop. Đây, kéo này, kích vào đó, kéo vào đây, thả vào đây. Đấy, cứ thả vào chỗ này đó, đơn giản đúng không? Sau các bạn phải kích vào cái nút này này, cái dấu tích này ở trên đỉnh, tích vào đây, ok này. Tích vào đây, ok tiếp này. Đấy, thì các bạn nhìn ở bên này nhá, có cái nền này, nền là một layer này, cái ảnh của mình là một layer này. Thì bây giờ mình sẽ muốn là phải xóa cái nền này đi để cho mình chỉ giữ lại cái người của mình thôi. Sau đấy mình sẽ chèn thêm một cái hiệu ứng gọi là glow ở xung quanh mình ấy, tức là cái viền ấy, viền xung quanh mình. Thì để làm cái đấy thì rất là đơn giản nhé. Đầu tiên là bạn chọn cái ảnh, chọn cái layer mà có mặt mình này. Sau các bạn đi đến trên cái toolbar này, toolbar menu này, các bạn đi đến phần Windows, sau đấy các bạn tìm cái phần property. Đấy, cái này là property nhé. Cái này đơn giản nhất, tức là đơn giản nhất mình sẽ hướng dẫn các bạn đơn giản nhất, property này. Đấy, xong đấy nó show ra cái property của, tức là cái thuộc tính của cái layer đấy. Thì bạn kích vào đây, convert to layer.
Convert to layer này, các bạn chọn yes. Do you want to retain? Đấy, cái gì đấy, chọn yes. Ok, đúng không? Sau đấy có cái quick action. Quick action này thì các bạn kích vào cái nút này, cái nút nhỏ nhỏ này. Đấy. Kích vào đây, quick action thì nó sẽ ra cho bạn một cái là remove background. Đây là một cái tính năng mới ở Photoshop 2020 ấy, để các bạn có thể sử dụng luôn remove background. Đó. Kích vào đấy. Nó sẽ tự xóa luôn cái nền cho bạn luôn. Tức là nó chỉ giữ lại mỗi cái người mình thôi, đơn giản đúng không? Đấy, đấy là cái đơn giản nhất mình hay dùng. Đấy, ok chưa? Các bạn kích vào nút này để đóng lại, đóng cái property. Đấy, bây giờ mình đã có cái ảnh của mình rồi. Đây, ví dụ mình muốn đặt nó ở đâu thì thường mình sẽ đặt nó ở bên chỗ tay phải này, góc phải này. Đấy, đây là cái ảnh này thì nó đã nhìn thấy cả cái nền này rồi. Ok, thế là xong rồi. Bây giờ mình sẽ thêm cho nó cái hiệu ứng là có cái viền xung quanh ảnh của mình. Thì có hai cái, là một cái là outer glow và inner glow. Đấy, thì để mà thêm cái đấy ấy, thì các bạn chọn cái ảnh trên trên đây nhá. Sau đấy các bạn kích vào nút này, có nút FX này, chính là cái hiệu ứng. Thì bạn kích vào FX. Đấy, sau đó các bạn nhìn này, nó có các cái tùy chọn khác nhau. Thì các bạn chọn cho mình là outer glow. Đấy, kích vào outer glow. Glow. Ok, đây là trong cái outer glow này ấy, thì nó sẽ có đây, có nhiều cái tùy chỉnh ấy nhá. Có hai cái này, bạn có thể check vào cái outer glow và cái drop shadow nếu như mà bạn thích, đúng không? Drop shadow hoặc là inner glow luôn. Nhưng mà thường thì mình chỉ để mỗi cái outer glow và cái drop shadow thôi. Drop shadow là cái bóng ấy. Đấy, thì outer glow này thường mình sẽ để là màu ở bên này. Đây, các bạn nhìn ở bên này. Chính là thuộc tính của cái outer glow. Blending mode mình để là bình thường, đúng không? Các cái này bạn có thể để mặc định. Thế còn phần này bạn chọn màu này. Cái chỗ này bạn kích vào đây để chọn màu, mình muốn đổi nó sang cái màu trắng cho nó giống. Đây, màu trắng. Thế bạn kích vào cái màu trắng này. Đó, cái màu trắng này, sau các bạn kích vào ok. Đấy, bạn nhìn cái ảnh nó đã sang cái màu trắng rồi. Bây giờ bạn muốn cái viền này nó một to lên một tí thì các bạn chỉnh chỗ này, size này. Đây, cái size này. Đấy, kéo to lên. Kéo to như này thôi. Đấy, thường là mình làm như thế, còn các bạn có thể thay đổi các cái thông số ở đây. Sau đấy là mình sẽ tích vào cái nút drop shadow. Tích vào đây là nó sẽ thêm một cái drop shadow. Bạn nhìn đây, ở cái lớp ở trên Photoshop nó thêm một cái hiệu ứng drop shadow. Sau đấy là các bạn kích vào này. Đấy, kích vào cái drop shadow này thì các bạn có thể chọn được màu, ví dụ cái màu của cái drop shadow là màu đen, ví dụ, hoặc là màu khác. Nếu mà các bạn muốn chọn màu đỏ chẳng hạn, ví dụ mình đổi màu đỏ, kích vào đấy, chọn là màu đỏ, kích vào ok. Sau đấy bạn chọn size, kéo nó to ra tí cho nó cái bóng nó to ra tí, và cái angle là cái góc ấy, góc của cái bóng ấy, đổ bóng ấy. Bạn kéo gì cái này. Đấy. Ví dụ 45 độ chẳng hạn. Đây bạn nhìn này. Đấy, thấy chưa? Nếu mà bạn kéo ngược về bên này nó sẽ sang bên này. Sang bên đằng này. 100 bao nhiêu độ ấy. Đấy, cứ bỏ ra thả ra cái nó sẽ có, đây có bóng bên này. Bạn có thể chỉnh size này, xong rồi spread này. Spread là cái kiểu tỏa ra như thế nào ấy, hoặc là distance là cái khoảng cách của cái bóng so với lại cái chủ thể. Đấy, tùy. Cái đấy thì bạn có thể chỉnh tùy. Đây mình sẽ để như này. Sau đây kích vào ok. Đó, đấy là xong. Background tức là nền và cái chủ thể, đây là hai thứ. Bây giờ mình muốn thêm chữ vào, đúng không? Thêm chữ ở trong Photoshop thì trong Photoshop nó có chữ này, có chữ T này. Các bạn kích vào cái chữ T này nhé, kích vào chữ T này để thêm chữ, kích vào chữ T đó. Các bạn chọn một cái vùng ở trên cái màn hình, chọn một chỗ đấy, nó sẽ cho bạn đây. Lorem ipsum này nó là một cái kiểu vô nghĩa thôi. Mình sẽ đánh vào đây chữ text thế thôi đó, hoặc là chữ thumbnail đi. Mình để chữ thumbnail nhé. Thumbnail. Ok, đây là có cái chữ rồi, chữ thumbnail. Đây các bạn có thể kéo nó ra chỗ nào thì chỗ, đặt ở trên đây. Đây bạn là bây giờ bạn muốn phóng to cái chữ này lên, không phóng to, hoặc là các bạn đổi cái phông chữ khác ấy, thì các bạn kích kép vào. Kích kép vào chữ, đó, kích kép vào chữ, sau đấy bạn có thể đổi phông ở chỗ này. Ví dụ đổi sang phông bebas đi cho nó to. Bebas. Đây, bebas thường mình hay dùng cái chữ này. Đó, đây là phông này. Xong rồi đổi cỡ chữ. Cỡ chữ này bạn có thể kích vào nút này, chọn 72 chẳng hạn xem nào. 72. Màu chữ thì các bạn có thể để đây, nhưng mà thôi mình sẽ để cái chữ này màu trắng thôi. Màu trắng, các bạn kích vào nút này để chọn ok, xác nhận. Đúng không? Rồi bạn có thể kéo ra đây. Ngoài ra ấy, để phóng to thu nhỏ cái chữ ấy, thì các bạn có thể nhấn Ctrl T, tức là bạn chọn cái chữ đấy này, các bạn nhấn Ctrl T. Nó sẽ ra cái khung này để phóng to thu nhỏ cái chữ. Các bạn chú ý là khi mà bạn muốn phóng to xuống nhỏ ấy, thì các bạn nhấn và giữ phím shift để bạn kéo cái góc ấy, nó sẽ không bị méo chữ. Đây ví dụ to như này, kéo to như này cho nó đẹp đúng không, bởi bạn kéo nó thấp xuống đây.
Ok, đây là cái chữ rồi, nhưng mà mình nhìn thấy cái chữ này thường ấy mình sẽ phải thêm cho nó cái viền, chứ không thì cái chữ này nó sẽ bị kiểu nó bị kiểu trộn vào cái background ấy. Thì để thêm cái viền ấy, thường mình lại copy luôn cái hiệu ứng này outer glow với inner glow này của cái chủ thể này dùng cho cái chữ luôn. Đó, thì đơn giản thôi. Thì để làm việc đấy ấy, thì các bạn chọn cái effect ở trên cái góc bên phải này. Rồi các bạn nhấn phím Alt, Alt. Nhấn phím Alt, sau đó các bạn kích vào cái effect, các bạn kéo lên, các bạn thả vào cái bên dưới cái chữ đó, thấy chưa, là nó có cái viền rồi. Nhưng mà bây giờ phải chỉnh lại cái viền này cho nó phù hợp, đúng không? Thì bạn sẽ kích kép vào cái nút outer glow này, kích kép vào và để chỉnh lại cái outer glow. Tức là chữ màu trắng thì bây giờ có thể mình sẽ để cho nó cái viền ngoài nó màu đen. Đây thì mình sẽ chọn đây màu này, mình sẽ đổi sang màu đen trông cho nó đẹp. Đó, màu đen, ok. Và cái bóng này, thế bóng màu đỏ này thì trông nó hơi xấu, nhưng mà bạn nào nếu mà thích để thì để thôi, còn mình sẽ chỉnh cho nó bé lại, chỉnh cho cái drop shadow này nó bé lại, bé tí lại thôi. Đó rồi, ui ok, còn distance thì mình cũng kéo nó gần vào đây rồi, thế này thôi. Các bạn kích vào ok đấy, như thế này thôi. Thế này là đã xong rồi, xong rồi cái ảnh đại diện cho YouTube. Rồi bình thường mình có thể thêm một cái logo hay là cái gì đấy ở đây, nhưng mà cái này mình sẽ không ấy. Bây giờ việc của bạn là export, tức là bạn xuất cái ảnh này ra để sau đấy up lên YouTube. Thì khi đấy là bạn kích vào nút file, bạn chọn export, đây export, sau đấy có export as, đây bạn có thể nhấn cái tổ hợp phím này nhưng mà nó dài bổ bố đây bốn cái, nên là mình toàn chọn vào đây thôi, export as đấy để xuất cái ảnh nha. Khi mà export ấy thì các bạn chú ý nhé. Các bạn chú ý là ở đây này, đây là cái tên của file này. Các bạn nhớ là tên file. Khi mà các bạn nhớ tên file và các bạn phải nhìn cái kích thước của nó. Ví dụ kích thước này mà cái chỗ này này nó tính bằng megabyte, nếu mà nó lớn hơn 2 megabyte ấy, thì là các bạn phải chọn sang cái này small file. Smaller file tức là để cho nó nhỏ hơn ấy, kích thước nhỏ hơn. Thế còn nếu mà nó cứ không quá 2 megabyte ấy, thì các bạn ok thôi. Thì các bạn để đây format là PNG, PNG ảnh PNG, tất cả cái này bạn có thể để giữ nguyên như này. Đấy, sau đấy là kích vào nút này, nút export. Export thì bây giờ nó sẽ cho phép bạn đặt tên cái ảnh. Ví dụ đây là ảnh đại diện. Đó. Thường mình sẽ để ra ngay ngoài desktop luôn, ngay ngoài desktop luôn để cho mình nó dễ tìm ấy, tí nữa mình up lên YouTube mình chỉ việc chọn thôi. Ok, đấy kích vào nút save. Đấy, thôi rồi bây giờ đợi thằng Photoshop nó lưu một lúc thôi. Đấy, như này là xong rồi. Đây có một cái ảnh đây rồi nhá. Đây chuyển sang desktop này. Kênh này. Đây trong ngoài desktop đây, ảnh đại diện đây, mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Đấy, ảnh đại diện. Thì để làm nào để up lên YouTube, up lên YouTube thì các bạn phải làm đây, mình sẽ vào kênh YouTube của mình. Mình up một cái ảnh lên đúng không? Upload video. Mình chọn một cái video để mình chỉ cho các bạn biết là cái ảnh đại diện thì ở đâu ấy. Thì mình sẽ up một cái video ví dụ, video linh tinh thôi. Chứ nó để cho nó đỡ thời gian load. Đây ok, select file này. Select file thì mình sẽ select đây một cái này. À không, cái video này đi. Một cái video ví dụ thôi, example thôi. Đây 4K, đây video cô này. Cô này nhá. Thì mình sẽ kéo thả vào đây, kéo thả vào cái chỗ upload này, nhưng mà mình sẽ không tức là sẽ không public cái này. Đây, đây là mô tả này, tiêu đề mô tả này, các bạn kéo xuống dưới này. Các bạn kéo xuống dưới đây, các bạn nhìn thấy chữ này này, thumbnail này, thumbnail chính là ảnh đại diện. Đúng không? Ảnh đại diện thì các bạn kích vào nút này, nút upload này. Đó, kích vào upload. Và các bạn đi đến cái ảnh lúc nãy các bạn vừa xuất đấy, đây là desktop của mình này. Đấy thì nãy mình ghi là ảnh đại diện đúng không? Ảnh đại diện, đây ảnh đại diện này. Đó, rồi kích vào open. Chọn nó nhé, chọn cái ảnh đại diện nhé. Rồi kích vào open. Đấy, open, đấy là video này nó đã có cái ảnh đại diện như này rồi. Thế thì sau đấy là các bạn tùy chỉnh các thông số khác, các bạn nhấn next, các bạn để up lên YouTube. Đấy đơn giản đúng không? Đấy là hướng dẫn làm nào để các bạn tạo được một cái ảnh đại diện cho video YouTube trên máy tính bằng phần mềm Photoshop. Hy vọng là các bạn thích. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là có cái gì thắc mắc thì các bạn cũng có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye. Ui, chưa hết. Trời nội lạnh vậy. Lạnh. Mặc mấy cái áo rồi vẫn thấy lạnh các bạn. Ok, hết thật. Bye.